Vâng, gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể các anh em đam mê bẫy chim. Thì hôm nay em làm cái video ngắn để giới thiệu tới anh em cái dòng loa cao cấp nhất mà đơn vị bên em đang bán ở trên thị trường. Thì sau đây em xin đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu loa này cho anh em cùng tham khảo. Thì là con loa này nó có tên là con loa AT100 anh em nhé. Đấy, thì hàng này là hàng cao cấp, hàng đắt tiền. Đấy, nhưng mà nó phù hợp cho anh em làm vui chơi giải trí hay là đi săn bẫy thì đều phù hợp. Gọi là đắt chứ nó không phải là đắt quá mà nó chỉ là gọi là đắt nhất trong các dòng loa em đang kinh doanh. Thì giá cả của nó thì nó chỉ vài trăm nghìn đồng thôi, nhưng mà về cái chất lượng âm thanh đến cái dung lượng pin của nó thì khá là ok. Thế nên mua về sử dụng đi bẫy hay là nghe nha, hay là làm những cái việc gì vào mục đích gì thì là tập thể dục thì nó hợp lý. Thì về cái con loa này thì anh em mua là được tặng kèm theo một cái túi đựng loa này, một cái điều khiển loa và một cái quả pin. Quả pin này là quả pin điều khiển anh em nhé. Đấy, thì một tặng cho anh em một cái sạc loa và một cái sạc điều khiển. Thì quả pin này là quả pin không thì anh em dùng hết anh em chỉ sạc thôi, sạc lại đi đánh tiếp. Và một cái con loa thì con loa này đã được nằm ở trong cái túi chống sóc như thế này. Đấy, nằm ở trong cái túi chống sóc thì đảm bảo khi vận chuyển gửi tới tay anh em thì âm thanh chất lượng của nó không bị ảnh hưởng gì cả. Em sẽ bóc ra và giới thiệu chi tiết hơn cho anh em. Thì nó là dòng loa cao cấp và từ cái dung lượng pin cho tới mức độ điều khiển từ xa thì nó hơn những cái con loa thông thường rất là nhiều. Về cái dung lượng pin thì anh em có thể sử dụng liên tục được từ 17 đến 18 tiếng đồng hồ để sử dụng hết công suất. Là anh em có thể đánh được 2 ngày dùng 17-18 tiếng liên tục, chỗ nào có chim thì anh em đánh phù hợp cho anh em là mang đi rừng. Đấy, mang đi rừng anh em đi săn bắn hay là đi săn bẫy thì mang đi rừng thì con loa này rất là tiện ích, không phải sạc nhiều. Về cái những cái nút điều khiển từ xa ở trên thân loa này thì nó gồm 3 nút chính, đấy 3 nút to chính đây. Thì ở 3 nút này thì một nút là để bật nguồn và cũng chỉnh to nhỏ luôn một cái nút đấy, là cái nút ngoài cùng này anh em nhé. Thì tất cả nó là dòng loa cao cấp thì tất cả những cái phím điều khiển ở trên thân loa nó đều là tiếng Anh. Đấy, sử dụng rất đơn giản. Đấy, nút bên ngoài cùng là nút bật nguồn. Khi anh em bật lên thì nó có hiện những cái chấm như thế này. Đấy, chấm là bắt điện, anh em sử dụng ok. Còn hai bên đây là một nút chỉnh chép, một nút chỉnh bass. Đấy, anh em chỉnh làm sao phù hợp với cái tiếng con chim của anh em đánh ấy, thì anh em dừng lại, nó ok. Còn về cái điều khiển từ xa thì bao cho anh em bắt là được 500m. 500m này cũng khá là xa rồi. Trên giấy hướng dẫn với cả đấy, trên giấy hướng dẫn là nó ghi là bắt được 2.000m. Đấy, nhưng mà em chỉ dám test đến 500m thôi, 500m thôi, quảng cáo cho anh em là 500m thôi. Đấy, bao cho anh em là 500m. Còn là những cái nút điều khiển trực tiếp ở trên thân loa này thì nó chỉ gồm một nút tạm dừng, một nút chạy, một nút lặp lại, một nút qua bài, một nút trở lại. Đấy, nó rất là đơn giản, tất cả chữ tiếng Anh đều được. Đấy, vỏ ngoài thì được làm bằng hợp kim. Con loa này thì nó khá là nhẹ, chỉ rơi vào tầm gần 1kg thôi. Đấy, anh em sử dụng mang đi rừng thì nó hợp lý. Còn về cái phần quả pin này thì anh em sử dụng thì cứ sạc một lần đánh được tầm khoảng gần 1 tháng rồi. Đấy, sử dụng rất chi là bền. Còn về cái sạc loa này thì anh em cắm trực tiếp vào đây, nó có lỗ đây. Đấy, sử dụng hết pin thì anh em cắm vào và anh em sạc trực tiếp vào điện lưới của gia đình sử dụng ấy, chứ không phải sạc thông qua bình ắc quy. Rất là tiện lợi. Còn về cái điều khiển này thì anh em chỉ nhìn xung quanh qua nó cũng như cái điều khiển tivi nhà mình ấy. Đấy, nó có từ số 1 cho tới số 9 và nút chỉnh to nhỏ, nút qua bài, nút tạm dừng, nút lặp lại một bài. Và gói gọn hết lại trong một cái điều khiển như thế này. Pin thì anh em tháo ra, anh em lắp vào đây. Đấy, lắp vào. Và anh em kéo cái lắp lên, kéo cái lắp ở bên sườn lên. Đấy. Đấy, bây giờ ở thế dòng điện màu xanh ở đây là ok. Thì con loa này để đảm bảo sự tin tưởng khi gửi tới tay anh em thì cứ một đổi một trong vòng 15 ngày. Đấy, trục trặc lỗi hỏng ở đâu thì em đổi lại cho anh em con loa khác. Mọi cước vận chuyển hay chi phí về cái bảo hành loa này thì anh em không mất 1.000 nào cả. Còn về cái túi đeo loa này thì tăng hôm nay cho anh em cái tính ngụy trang khi anh em đi đánh ở trên rừng. Đấy, đánh mồi kẹp loa hay là đánh loa kẹp mồi giả ấy, thì rất là tiện lợi. Đấy, túi thì màu tàn di, tăng thêm tính ngụy trang. Còn về cái phần ngoài thì âm thanh phát ra đây
thì được làm bằng một cái lớp lưới như thế này để phù hợp với cái bát hoa này. Đấy thì khi anh em đi đánh thì âm thanh sẽ không bị ảnh hưởng khi nó phát vào một cái túi vải bọc như thế này. Đấy, loa này em thì số lượng em nhập về rất là nhiều đấy, để phục vụ cho anh em đấy, từ những cái loa tầm trung cho tới những cái mẫu loa đắt tiền như thế này. Đấy, mẫu loa rẻ tiền nhất bây giờ bên em đang bán là 400.000, còn những cái dòng này thì bây giờ bán là hơn 800.000, có lúc nó dao động nó chỉ rơi vào 800 thôi. Đấy, lúc luôn giá nó lên lúc giá nó xuống, đấy là hàng nhập từ biên giới về. Đấy thì người ta đầu buôn người ta muốn lên giá thì em cũng phải lên giá, nhưng mà nó chỉ lên chênh nhau vài chục nghìn thôi hoặc là xuống vài chục nghìn thôi. Đấy, anh em có ý định muốn mua loa thì liên hệ trực tiếp cho em thông qua hai cái số điện thoại để ở góc màn hình video. Video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các anh em.